Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn quà tặng thực tế và thông dụng hơn so với hoa tươi trong dịp lễ 20 tháng 10, Ngày Phụ Nữ Việt Nam, ngày càng trở nên phổ biến. Người tiêu dùng dần chuyển từ việc tặng hoa tươi, một món quà mang tính biểu tượng và tinh thần, sang những món quà có giá trị sử dụng cao hơn, phù hợp với lối sống hiện đại và nhu cầu thiết thực của người nhận. Năm nay thì mình có quan sát, mình thấy xu hướng của khách hàng thì có xu hướng lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có tính ứng dụng cao. Ví dụ như là các món quà như là khăn quàng cổ hay là hoa nước hoa hay là những cái đồ mà thực sự là rất là hữu ích cho chị em hàng ngày. Bên cạnh đó, người tiêu dùng hiện đại không chỉ tìm kiếm món quà đẹp mắt mà còn muốn nó thể hiện được sự cá nhân hóa và tinh tế trong việc lựa chọn. Một món quà thực tế được lựa chọn dựa trên sở thích, nhu cầu hoặc phong cách sống của người nhận sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Kinh tế năm nay cũng phải thừa nhận là một năm cũng không phải là dễ dàng, thế nên là chắc chắn giá thành cũng là một phần. Tuy nhiên thì là một cái đơn vị bán hàng lâu năm thì bên mình vẫn luôn hướng tới là cái người được tặng thì họ đang hướng tới những cái tính cách của họ ra sao, rồi những cái sở thích của họ như thế nào để có thể đưa ra những cái tư vấn phù hợp, bao gồm cả giá và cũng như là cái chất lượng, và nó cũng mang cả niềm vui cho cái người nhận hàng. Thay vì chỉ lo lắng về sự sụt giảm trong nhu cầu mua hoa, nhiều chủ cửa hàng hoa đang tìm cách sáng tạo, mở rộng sản phẩm và dịch vụ để theo kịp xu hướng thay đổi của người tiêu dùng. Một cách hiệu quả để các chủ cửa hàng hoa giữ được lượng khách hàng là đa dạng hóa sản phẩm kết hợp với hoa. Không chỉ bán hoa tươi hoặc hoa sáp đơn thuần, họ có thể tạo ra các bó hoa kết hợp giữa hoa và các món quà thực tế khác như mỹ phẩm, sô-cô-la hay gấu bông. Sự kết hợp sáng tạo này giúp tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm, thu hút khách hàng đang có xu hướng tìm kiếm những món quà thực tế hơn. Nói chung là hoa tươi thì thường thường là họ càng hay thích những cái mẫu hàng hoa ngoại, hàng nhập. Năm nay nó có nhiều mẫu mã các cái hoa mới như là kết hợp cả gấu bông này, gấu trúc này, là rất nhiều loại. Thì mọi người cũng đều ưa thích về, thứ nhất là tặng mẹ này, tặng các chị em phụ nữ, các cơ quan, các doanh nghiệp. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những món quà không chỉ cần đẹp mắt mà còn phải hữu ích và có giá trị lâu dài, thể hiện sự tinh tế trong lựa chọn. Từ những món quà truyền thống như hoa tươi, trang sức, đến các sản phẩm công nghệ, thẻ quà tặng hay dịch vụ trải nghiệm, người tặng luôn có nhiều lựa chọn để thể hiện tình cảm chân thành. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa và thông điệp mà món quà mang lại, chứ không phải là giá trị vật chất.